đi, liệt kê nguyên liệu món ăn chuẩn đến từng định lượng là cuốn sổ tay đi chợ cùng bạn. Nấu ăn không khó nhờ có Fit Đi. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Fit Đi Việt Nam. Nếu là fan của bánh mì thì chắc hẳn các bạn cũng không còn xa lạ gì với món bánh mì xíu mại. Viên xíu mại có độ dai dai, béo ngậy rất đặc biệt. Nước xíu mại cũng có hương vị thơm ngon hơn hẳn sốt cà chua bình thường. Vậy bí quyết để làm nên món xíu mại ăn kèm với bánh mì đúng chuẩn là gì? Hôm nay hãy cùng Fit Đi vào bếp các bạn nhé. Để thực hiện món ăn này, bước đầu tiên chúng ta hãy cho 250g thịt nạc đã băm nhỏ cùng với 80g mỡ heo vào máy xay đều, rồi đổ thịt ra bát to. Nêm vào 20g tỏi băm, 10g hành tím băm, 1 thìa cà phê đường, 1/2 thìa cà phê hạt nêm, 1/2 thìa cà phê hạt tiêu, 1 thìa cà phê nước mắm và trộn đều cho thịt ngấm gia vị. Sau đó chúng ta sẽ vo thịt thành các viên nhỏ vừa ăn để làm viên xíu mại nhé. Bí quyết quan trọng để làm nên món xíu mại thơm ngon chính là ở phần nước dùng đậm đà. Các bạn bắc chảo lên bếp và đun nóng dầu điều. Sau đó thì thêm hành tây thái miếng vừa ăn vào xào chín, rồi cho da heo vào đảo cùng. Sau đó thêm vào 1 lít nước và đun sôi. Một phần hai thìa cà phê bột nghệ. Bây giờ khi mà nước đã sôi, các bạn thả xíu mại vào và luộc cho đến khi chín nhé. Nêm vào hỗn hợp 1 thìa cà phê hạt nêm, 1 thìa cà phê sa tế, rồi khuấy đều tay. Vậy là chúng ta đã hoàn thành món ăn rồi đó. Các bạn bày xíu mại ra tô và ăn nóng cùng bánh mì. Từng viên xíu mại dai dai, ngọt vị, nước dùng đậm đà, thơm nức, đảm bảo ngon không cưỡng nổi. Đừng quên like và subscribe kênh YouTube của Fit Đi Việt Nam để cập nhật những video thú vị tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!